Anh em, chào anh em trở lại với kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi eWin. Các bạn nhớ vào sự kiện nhanh nhận quà free mỗi ngày nha. Hay chia sẻ Facebook mình là 3.000 đồng, hay là có dè mình tặng anh em nữa. Nhưng mà anh em ạ, anh em trước khi chơi con game em hiểu rõ là chơi vì sao nó cho anh em những cái free này. Bởi vì nó giúp anh em để cuốn vào cuộc chơi anh em. Khi em cuốn vào cuộc chơi em sẽ nạp vào to anh em ạ. Khi nạp to anh em rất dễ bị thua to luôn. Thành ra chơi gì như vậy thôi. Anh em phải, phải anh em ơi. Phải nha, phải gọi là bình tĩnh. Chứ không bình tĩnh các bạn chỉ có toang thôi, không có chuyện là được điều, không có chuyện là nó đâu anh em ơi nha. Bởi vì game mục đích nó tạo lợi nhuận mà, nên nó ăn nó không phải dễ đâu. Thế là mỗi ngày các bạn mình quên anh em đó là nên non thôi. Hôm nay mình sẽ đánh sóc đĩa, và cái phương pháp đấy mình là như thế này anh em. Mình khi nào mình thấy ấy, cái này xấu rồi, cái này khó đánh rồi, bởi lẻ mới về một chuỗi kìa. Thôi đánh ba trắng đi, đánh cách đánh này chỉ phù ăn non thôi anh em ơi. Giống như mình vốn mình hôm nay 14 mê, mục tiêu mình là thắng lên 5 đến 6 mê thôi, hoặc là mình thắng từ 3 đến 6 mê thôi, tùy được vào thôi anh em ơi. Nhưng mà mình chỉ đánh chọn một cửa, đánh từ đầu tới cuối luôn, và hôm nay mình chọn đánh 3, nhưng mà mình chỉ còn đánh 3 trắng 3 đỏ thôi nha. Vì sao anh em sẽ đặt câu hỏi là vì sao mình không đặt chặn lẽ gì 3 trắng 3 đỏ, mình nhân được rồi nhân 4 lần, là tính cả vốn cả gốc nữa là mình sẽ nhận nhân 4, ví dụ 500 mình sẽ được 2 mê, là nghiệm 4 lần mình thắng 1 lần mình là thắng tất cả trước đó mình thua rồi đúng không? Và đương nhiên đấy, mình ví dụ mình đánh tròn đánh lẻ thì lúc đấy là cái số tiền gấp lên nó nhanh quá anh em, thành ra số vốn mình quá lớn không được. Nhưng mà số vốn mình có 14 mê thôi bé, nếu mà đánh thắng một ngày một mê thì điều đó quá dễ rồi. Nhưng mà dễ mà nhiều lúc các bạn mất bình tĩnh các bạn sẽ toang à. Thành ra các bạn đánh cách đánh này phải kỷ luật nha, 4 lần các bạn chiến thắng 1 lần thôi các bạn là thắng tất cả trước đó các bạn thua rồi. Nên chơi cái này thì phải giữ bình tĩnh, chứ không giữ bình tĩnh các bạn chỉ có toang thôi à. Đây này, ván này thắng này, thắng là mình sẽ thắng thôi, thắng 500 thôi. Đấy, thắng 400 mấy đấy, mình đã mất 45.000 tiền phí rồi. Không phải dễ ăn đâu anh em ơi. 500 tiếp thôi. Mình không quan tâm đến cầu như nào nha, mình chỉ quan tâm lần đầu tiên. Và nếu các bạn luôn muốn thắng ấy, là các bạn khi thấy một về chuỗi chặn như thế này này. Ví dụ đây là chuỗi chặn nha, mình không tính hai con lẻ là lẻ nha. Ví dụ chuỗi chặn như này, các bạn quan sát, chịu khó quan sát cầu tí xíu. Nếu mà chuỗi chặn như này thì các bạn nếu nó bắt đầu ra ba lẻ là ba ba trắng đúng không? Thì các bạn bắt đầu là đặt ba đỏ. Các bạn theo từ đầu đến cuối thì khả năng cao các bạn thắng rất cao nha. Nhưng mà các bạn phải chờ đợi kìa. Nhưng mà do là mình cũng vội vàng đấy em, thành ra ván này mình không chờ đợi, mình chọn ba trắng luôn. Mỗi ngày thắng 3 đến 6 mê thôi em, không cần nhiều đâu. Trời thua kìa. Thua đấy anh em ạ. Không phải dễ đâu. Nếu mà dễ thì ai ăn nó đấy anh em ơi. Mình chưa bao giờ nghĩ là game hên xui nó dễ ăn cả. Bởi vì dễ ăn thì ai ai cũng đánh nó là giàu rồi. Cho nên là mình phải giữ bình tĩnh em. Đây này, trúng là ngon rồi. Thế là lúc này giờ mình thắng gần một mê đấy. Gần một mê đấy anh em. Cứ từ từ thôi, không vội. Các bạn phải chia vốn ra làm sao cho hợp lý gì à? Chứ các bạn phân bổ vốn không hợp lý là các bạn toang à. Bởi vì là nhiều lúc có những ván nó 23 lần liên tiếp không trúng ấy. Bạn không có vốn ở gấp lên nữa thì các bạn toang. Đây không phải đánh gấp thép, đây là nhân 4 lần. Thì đây không phải gấp thép. Nha. Thành ra là các bạn đánh ấy, các bạn phải chia vốn ra hợp lý như nào hợp lý nhất. Các bạn chia vốn ra không hợp lý, các bạn chỉ có toang thôi à. Không có chuyện ăn được nó đâu. Bởi vì ăn thì mình nói thật với anh em chứ ai mà chả muốn ăn nó. Ai chả muốn ăn to, ăn bự nó. Nhưng mà không phải ai ăn được nó anh em ạ. À. Nếu mà dễ ăn quá thì thằng ai cũng đánh mà làm giàu rồi. Không dễ đâu anh em. Trời ơi, thua kìa. Căng chưa anh em ơi. Khó đấy chứ không phải dễ đâu anh em. Nhưng mà cách đánh là mình phải kỳ từ kỳ luật thôi. Chứ mình không kỳ luật mình chỉ có toang thôi à. Không kỳ luật mình chỉ có toang thôi anh em, không có chuyện ăn nó đâu. Đây này, thua tiếp anh em này. Thua 3 ván liên tục rồi đấy. Thì ván này mình phải đặt ít nhất là 600. Vì sao? Bởi mình bị mất một số chi phí một lần đặt mà. Ví dụ thua ván này mình thua 20, 2 triệu 1. Thì ván sau mình phải đặt 800 anh em. Cái cách đánh này các bạn phải tính trước rồi nha. Nếu nó về chuỗi chẵn thì bây giờ đen thì chịu thôi. Càng anh em nha. Ván này thua mất bao nhiêu đâu anh ơi? 29 thôi, mình đặt 95 cho 3 mê. Nếu ván này thua mình thua tròn 3 mê luôn anh em ạ. Nếu ván này thua nha, mình sẽ thua tròn 3 mê luôn.
ba mê luôn rồi anh em ạ, ba mê đấy. Lúc này mình phải chọn ba đỏ, kể đôi khi mình đã hoàn thành mục tiêu mình nghĩ rồi đấy. Nhưng mà đen là chịu thôi anh em ạ, nha. Phải phải đặt ít nhất một mê thôi, một mê hai đi. Thắng là thắng được 36 đúng không? Thua thì thua gọi là 42, thì ván sau ít nhất đặt một mê năm thôi. Vãi đạn kìa, đó anh em thấy không? Thua chuỗi như này chịu rồi. Nhưng mà cách đánh này các bạn phải bình tĩnh nha, chứ không bình tĩnh các bạn thì toang thôi à. Lo đấy anh em ơi, 42 ván này thua nó gọi 67 đấy anh em. Càng nghĩ không phải không này đơn giản đâu. 57 cho nó nhầm. 57 rồi anh em ạ. Thì ván này mình sẽ là 2 mê thôi. Cho là 6 mê đi anh em nhá. 6 mê. 6 mê ván này thua là nó coi như 8 mê. Ván sau phải đặt 3 mê đấy anh em. Không phải dễ ăn nó đâu anh em. Chia 4 ra mình tự tin mình chia ra to quá đấy anh em. Đáng này chia ra mỗi lần mình đặt 200 thôi. Mỗi ngày thắng vài mê thôi đừng hợp lý hơn nha. Với cách đánh thì mình mới phát hiện ra thôi. Đương nhiên là chơi phải hên rồi anh em ơi. Không hên thì chịu rồi. Chịu rồi. Không hên thì chịu rồi anh em ạ. Đen thì chịu thôi biết làm sao giờ. Đây này, nhưng mà ván này nó thắng anh em ơi. Mình tưởng pha này mà không trúng là ván sau là pha cuối đấy. Là mình lỡ may không trúng là toang đấy anh em. Đây là một ván thắng mình là thắng tất cả trước đó đấy anh em này. Bây giờ thắng này phải reset lại từ đầu nha, chứ không phải là cứ tham tham đâu nha. Đấy. Bây giờ cứ chờ đợi cơ hội thắng vài ván liên tục thôi. Thắng 3 mê thôi, hôm nay thắng 3 mê thôi. Thắng 3 mê thôi lên tầm. Đây này thắng luôn này, trời ơi hai ván thắng liên tục kìa. Đó anh em thấy không? Đừng quan trọng là anh em chia vốn ra nhỏ nhất có thể nha, chứ đừng có chia ra to, mình đôi khi nó thua một chuỗi như vậy toang đấy. Khỏi lúc này ba lần thua thử thêm nha. 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 lần thua. 8 lần thua là gần nực nhiệt, 9 lần thua là mình đã hết vốn rồi. Các bạn chia ra làm sao hợp lý là tầm 20 đến 30 lần thua các bạn vẫn còn vốn đấy, còn gấp lên được ấy, các bạn nên chia như vậy nha. Thôi, mình nghĩ là nên nghĩ lại đây thôi anh em, không nên tham nữa. Bởi tham là chỉ còn một cái nịt thôi. Thôi, video này kết thúc nha. Bye bye anh em. Thắng này nghĩ thôi, được đéo phải tham nữa đúng không? Nghĩ anh em ơi, khi thắng nhớ rút hết cho mình nha. Bye bye anh em, thà là ngày mai các bạn chơi các bạn tính tiếp nha.